Chào mừng tất cả các bạn đến với lãnh đệ Samsung đây. Bữa nay giới thiệu đến em bộ sưu tập Galaxy S9 LOOT nha anh em. Bữa giờ là giới thiệu nó 8, S8, S9 đầy đủ hết rồi. Thiếu mỗi em này. Một trong những thiết bị ra mắt năm 2018 nha. Con này là đủ màu đủ sắc luôn nha anh em. Đây màu xanh, màu lavender nè, màu đen, màu đỏ. Đây có cái dáng tích cờ đầy đủ luôn nha. Đây bộ sưu tập Galaxy S9 LOOT cấu hình mạnh nha anh em dòng này là sở hữu chip Snapdragon 845 luôn nha ram 6g bộ nhớ 64g có bản 256 luôn nha tùy anh em anh em thích bản nào thì lấy bản đó nha đầu tiên sẽ giới thiệu đến anh em con Galaxy S9 lút chỉ một chai là sở hữu được nha đó giá một chai là cực kỳ mềm nha anh em con này là có mẻ nhẹ lưng nha lưng dán sẵn luôn rồi màu này là màu tím lavender đó cụm camera kép luôn nha Dòng này so với nó chính là cấu hình tương đương nhau nha Đây một củ mà sở hữu ngay luôn Có luôn nha Đây vô chụp hình thử cho mọi người xem luôn Mọi chức năng ngon lành Camera ok Một củ là có anh em nào cần Liên hệ trực tiếp Không ship hàng nha Còn anh em nào thích Bộ nhớ cao 256 cũng có luôn hai sim một sim chip mỹ chip hàng đầy đủ hết luôn đây còn mấy con, hôm nay là nghỉ sớm, anh em tranh thủ qua sớm nha. Trước 4 giờ nha. Đó. Tranh thủ luôn, xả hết mớ này luôn, nghỉ sớm, chơi sớm luôn nha. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em.